điểm đến quen thuộc của mỗi du khách khi đến với miền đất di sản. Nhưng liệu bạn đã có bao nhiêu trải nghiệm thú vị khi ở đây? Khám phá Đồng Phong Nha về đêm, hành trình mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón bạn. Quý vị, với tour khám phá Đồng Phong Nha về đêm thì hành trình sẽ được xuất phát từ tầm khoảng 4 đến 5 giờ chiều và thông thả về trượt thuyền kayak thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hệ thống hang động này. Thay vì ngồi trên chiếc thuyền rồng, bây giờ bạn có thể cùng với bạn bè chèo kayak ngắm thạch nhũ và lắng nghe âm thanh tí tách của nước. Với tour khám phá Đồng Phong Nha do Trung tâm Du lịch Phong Nha khai thác, bạn có thể lựa chọn các hành trình như tham quan nhánh hang nước với chiều dài 800m hay khám phá chiều sâu bí ẩn dài 4.500m với các hang động khác trong hệ thống như Đồng Tiên, Cung Đình. Và thưa quý vị, trước mắt quý vị chính là hang Bí Ký. Chỉ nghe cái tên thôi thì cũng đã khiến cho chúng ta tò mò về sự bí ẩn cũng như những điều thú vị sẽ có ở nơi đây. Bí Ký là một nhánh hang mới trong tour khám phá Đồng Phong Nha. Bạn sẽ đi bộ khoảng 1.200m để tìm hiểu những điều mới lạ tại hành trình này. Mọi người đang được dừng chân và tiếp cận sát gần với 97 ký tự của người Chăm. Và người ta cho rằng đây là ký tự của người Champa bởi vì nó rất giống với chữ Việt của người Chăm sau này. Nhưng cho tới bây giờ thì chưa có một ai dịch ra được những cái nội dung này. Và chữ này thì lưu truyền từ rất lâu rồi. Cho tới bây giờ thì chất liệu này thì chưa nhiều người đang nghiên cứu mà chưa biết chất liệu gì mà lưu giữ ở trong hang động với cái độ ẩm ở trong này cao, ẩm ướt nhưng mà nó vẫn không bị phai mờ những ký tự này. Lần theo những nhánh hang nhỏ, trước mắt bạn là thế giới thạch nhũ với vô vàn các kiểu dáng đẹp mắt được tạo hóa làm nên qua hàng trăm hàng triệu năm. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm hang động đầy thạch nhũ và những cái ký tự đặc biệt làm tôi cảm thấy rất thích thú và tò mò, và tôi cảm thấy rất vui và muốn giới thiệu cho bạn bè mình đến đây và để trải nghiệm cái cảnh quan ở Quảng Bình mình. Những vẻ đẹp hoang sơ của hang Bí Ký đã khiến cho Đồng Phong Nha thêm phần bí ẩn, hấp dẫn du khách với nhiều cảm xúc mới lạ. Và còn lựa chọn nào thú vị hơn khi trong một hành trình bạn như vừa lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng cũng vừa mạo hiểm ly kỳ với các trải nghiệm mới. Sau khi trải nghiệm hành trình 3 tiếng đồng hồ thì tôi cảm thấy rất là vui vẻ và hào hứng. Nó khác những gì mà tôi tưởng tượng và tôi hy vọng thì các bạn sẽ đến đây trải nghiệm và được chứng kiến tận mắt những vẻ đẹp của hang động mới đây. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ khám phá, bạn sẽ có những ấn tượng thật tuyệt vời về vẻ đẹp của Đồng Phong Nha, một trong những hang động nước đẹp nhất thế giới. Và kết thúc hành trình này, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ngay tại cửa đồng sẽ là những cảm xúc khó quên với những du khách này. Khám phá Đồng Phong Nha về đêm, thêm một sản phẩm mới để bạn lựa chọn cho mùa du lịch 2022. Về với miền đất di sản sẽ luôn là hành trình đáng nhớ. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không lên kế hoạch ngay bây giờ?